bình cho Mary và một bình cho Claire. Hai đứa đều ngủ rồi, phải tranh thủ uống trà thôi. Hay không, nín đi nào. Muốn ăn bánh quy mà giờ thì không được rồi. Ồ, nón uống nước của ba hoàn hảo. Con nè. Ba mẹ, tuyệt vời. Em à, anh làm sao uống coca được nữa đây? Cái nón này á hả? Đừng lo, của anh đó. Đây nè, tận hưởng đi nha. Cảm ơn em rất nhiều. Sáng nào cũng có một cuộc chiến giành nhà tắm. Em trước mà. Không, chị trước. Vòng đầu tiên, ba là trọng tài. Và ba sẽ dùng phòng tắm trước nha, hiểu chưa? Ô không, đừng mà ba. Mẹ đã giải quyết xong xuôi. Lịch trình đây nha. Và người đầu tiên được tắm chính là mẹ. Ôi trời ơi. Ba ơi, mua cho tụi con xe đạp đi ba. Hả? Quá là mắc tiền đi. Đi mà ba. Thôi được, ba sẽ nghĩ ra cách. Hay quá ba ơi. Ý tụi con đâu phải thế này đâu. Cảm ơn ba. Claire có ở nhà không ta? Anh đang đợi dưới lầu nè. Đấy rồi, tin nhắn đáng nghi à nha. Để coi coi. Không thể mở khóa. Thứ đồ ngu ngốc này. À, mình còn một đứa con gái nữa. Thanh toán tiền mở khóa. Nhìn vô đây nha. Ok rồi đó ba. Điện thoại mở rồi. Cái gì? Đang đợi em ở dưới lầu. Đừng để cho ba em biết. Ok, em biết rồi nha. Nhóc con hãy đứng yên đó. Món quà bất ngờ đây. Gì vậy? Ai đọc tin nhắn của mình? Lại là em mở khóa điện thoại của chị. Đồ phản bội. Có chuyện gì đó. Như vậy không tốt đâu à nha. Anh à, xử lý mau đi. Gia đình em dễ thương quá Claire à. Vậy mới đúng chứ. Ngon quá đi. Có người đói bụng quá đi. Mẹ ơi, hai đứa, hôm nay là ngày đẹp mà. Chúng ta sẽ đến gặp nha sĩ nha. Hoan hô. Hô không. Bắt đầu nha. Claire, hoàn hảo. Giỏi lắm, con đi ra đi. Mary, há miệng to ra nữa nào. Mary, nào, há miệng ra. Mary không muốn để lộ những chiếc răng siêu vẹo của mình. Ok, để mẹ lo. Xong rồi đó, đỡ hơn hẳn rồi nè. Cô nàng cũng thuần hóa được hàm răng. Mẹ. Ồ, trẻ con. Chụp ảnh không nè? Được chứ. Ảnh đẹp không? Chị thật hoàn hảo. Còn em lại bị lóa nữa rồi. Ảnh nào cũng bị hết trơn á. Các con à, chúng ta đến công viên rồi. Nè, con đi đâu đó? Đứa nữa đâu rồi? Tìm thấy rồi nè. Giờ Mary lại biến mất. Con đây rồi. Nè, mẹ đã dặn bao nhiêu lần là phải ở cạnh mẹ mà. Không nghe lời gì cả. Mẹ có ý này. Lại đây. Giờ thì hai đứa không thể đi xa được. Ngon quá đi. Mẹ tới. Mary, cái gì đó? Snack và kẹo sao? Con không được ăn kẹo nha. Chúng ta phải dùng biện pháp cứng rắn mới được. Xong rồi, mẹ sẽ vứt cái này đi. Thun cao su. Hàm răng không thực sự thích điều này. Rồi con sẽ cảm ơn mẹ thôi. Em thấy sao hả? Màu đẹp đó. Bảo vệ đi rồi. Quầy tính tiền là của mình. Ăn trộm kìa. Thun cao su. Tên trộm đã bị khóa chặt và tước vũ khí. Đừng hòng chạy thoát nha. Wow, làm tốt lắm luôn.
Cảm ơn em vì đã giúp bắt được tên tội phạm nguy hiểm này. Tặng cho em chiếc huy chương cảnh sát đây. Cảm ơn. Cảm ơn em mới đúng. Chúc mừng sinh nhật hai con nha. Cảm ơn ba mẹ. Quà đâu ạ? Nhắm mắt lại đi, con sẽ ngạc nhiên cho mà coi. Một chút nữa nha. Ta-da! Quà sinh nhật nè. Một chiếc xe hơi. Hai đứa con một cái sao? Thôi được, le chìa khóa nè. Sao cái gì cũng đưa chị ấy vậy? Được rồi, Mary à, chìa khóa nè. Không công bằng. Con cũng muốn có chìa khóa mà. Ba có ý này nè. Lắp thêm một vô lăng nữa và mọi người đều vui vẻ. Ba ơi ba, cho tụi con tiền nha. Ba thì không có tiền rồi. Nhưng ba biết cách kiếm chút đỉnh đó. Thiết tháo sẽ giúp mình giàu có nè. Hai đứa có nhiệm vụ đây. Quay clip hài hước đi, rồi chúng ta sẽ đăng lên TikTok. Tiếp tục phát huy đi. Được rồi, lại nào. Giỏi lắm, nhưng các con có thể làm tốt hơn. Gì đó, xong rồi à. Chúng ta nổi tiếng chưa vậy? Ba ơi ba, tiền đâu hả ba? Dù sao thì toàn bộ tiền TikTok đều vào tài khoản của mẹ. Le đang gặp khó khăn. Ba ơi, hôm nay con có bài kiểm tra. Ba có cách này nè. Mary, con giúp cho chị nha. Đi thi giùm cho Claire đi. Con ghét kiểm tra lắm luôn á. Đừng lo, tai nghe cho Claire và tai nghe cho Mary nè. Cứ lặp lại theo Claire là được. Đi thi thôi. Ý hay quá ba ơi. Em xin chào thầy Justin. Chào em. Nè, chị đâu rồi? Đây nè. Nói theo chị, Bình Phương Cảnh Huyền bằng tổng cơm muối. Giải phương trình này lên bảng cho thầy đi. Nếu 10 nhân x bằng 100 thì x bằng bao nhiêu? Áp dụng công thức ta có x bằng 100 chia 10 và bằng. Con bỏ cạp. Câu trả lời là con bỏ cạp. Câu trả lời của thầy là điểm kém nha. Ba ơi, pha giùm con ly trà nha. Cảm ơn ba. Pha trà hả? Dạ được. Cho thầy sao? Em thật chu đáo. Được đó. Thầy sẽ cho em điểm A cộng nha. Em cảm ơn thầy. Nè, cho con chơi cùng được không? Ba ơi, đi mà, con cũng muốn chơi nữa. Được, búp bê nè. Không phải mà. Thì đây, đưa con cái tay cầm chơi game đi. Ủa, nó lại bị sao vậy nè? Không điều khiển được. Ok, gia đình mình, ai sẽ thắng đây? Mary, em đó hả? Hủy diệt tất cả. Hỏng cả trò chơi rồi đó Mary à. Khăn này là của em nha. Chị lấy trước mà. Em đeo đẹp hơn chứ bộ. Hai đứa đừng giành nhau nữa. Ba sẽ tạo ra hai cái khăn ngay bây giờ đây. Dừng lại. Như vậy thì thành hai chiếc khăn ngắn ngủn mất. Không được chút nào đâu. Hãy cắt theo chiều dài, không phải là chiều rộng. Mỗi đứa một khăn dài nè. Cảm ơn mẹ nha. Hả? Cúp của mình? Hai đứa? Là ai làm? Mary, con phải không? Hay là con? Chờ đã, đứa nào mới là Mary vậy? Sao ngày trước ba lại phân biệt được tụi con vậy ta? Mary và Claire. Giờ thì ba sẽ không nhầm nữa. Con bỏ giấy xuống được không ba? Mình thật thông minh mà. Mẹo cũ là hay nhất. Đứng yên nha hai con. Kỳ anh à, cất cây bút đi. Hai con có thích đôi bông tai không nào? Ai muốn bông tai mới đây?
chơi, dùng bút an toàn hơn. Mẹo vặt tuyệt vời đó. Mình phải đưa điện thoại cho Mary. Chờ đã, trên tường có gì đó? Mary là mặt trăng. Có điện thoại nè, mẹ con gọi kìa. Răng miệng luôn phải sạch sẽ. Nếu bàn chải bị mắc vào niền răng thì rất khó để lấy nó ra được nha. Xin lỗi anh yêu nha, em không cố ý đâu mà. Nè Mary, mẹ ơi, ba dậy đi, Mary biến đâu mất tiêu rồi. Chả lẽ không có tin nhắn đến nè, nhìn đi, con gái anh đã bị bắt cóc rồi. Mary đáng thương. Bình tĩnh đã, ba có kế hoạch này nè. Tiền chuột đây, con gái của anh nè. Chúng ta sẽ không đưa tiền cho ai cả. Chờ đã, lại có tin nhắn nữa đây. Đây là bản đồ để tìm Mary nè. Đi nào, phải tìm ra con gái của chúng ta. Đây là trường học mà. Martin à, anh có nhớ chúng ta từng gặp nhau ở đây không? Dora, anh thích em. Ừ có, anh nhớ chứ. Thử tìm trong tủ đồ coi. Điểm đến tiếp theo nè. Lẹ lên, con biết nơi này đó. Tới rồi. Laura, em có nhớ chiếc bàn này hay không? Em à, lấy anh nha. Em đồng ý. Chúng ta thật hạnh phúc mà. Đã lâu lắm rồi ha. Nhìn nè, chỉ dẫn mới. Là bệnh viện. Mau lên đi. Mary đâu rồi? Anh có nhớ chuyện gì xảy ra ở đây hay không? Con gái của mình đó, thật xinh xắn mà. Và chúng ta là những ba mẹ hạnh phúc. Mary à, ra đi.